Hằng Nga là người chịu ảnh hưởng chất độc da cam gián tiếp từ người bố, một cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Bình Trị Thiên. Sau cơn bạo bệnh từ nhỏ, đến nay Nga vẫn mang hình hài của một đứa trẻ. Mọi hoạt động chỉ nhờ vào cái đầu và bàn tay phải yếu ớt. Tuy nhiên, từ nghị lực của bản thân em đã viết nên câu chuyện về cô gái, nạn nhân chất độc da cam làm tranh giấy, tranh thêu và mở lớp dạy nghề miễn phí cho người cùng cảnh ngộ. Nhiều sản phẩm của Nga đã có mặt ở trong nước và quốc tế. Sức khỏe của mình rất là yếu, dù là không được như bao người khác, nhưng mình có ước mơ là sẽ làm một điều gì đó cho có ích cho xã hội. Mình tìm cách giao lưu, tiếp cận các anh chị ở trên mạng xã hội và các bạn và động viên, và cũng cho các bạn có cái động lực và có cái để vươn lên bản thân mình. Còn với cựu chiến binh Nguyễn Văn Trung, người đã từng tham gia các chiến trường miền Nam từ năm 1968 và phục viên trở về địa phương sau giải phóng năm 1975. Tuy nhiên, điều mất mát lớn nhất đối với ông là cả hai cha con đều bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Mặc dù sức khỏe yếu, mắt kém, nhưng họ đã không đầu hàng số phận để vươn lên phát triển kinh tế. Từ vùng đất hoang hóa, đến nay gia đình ông đã xây dựng được trang trại hơn 2 hectare trồng rau quả theo mùa vụ, nuôi gia súc, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Bản thân là từ làm rau màu trong vườn, rồi từ sản từ tiêu, rồi nói chung là rất là cố gắng. Có nghĩa là làm thế nào, cái suy nghĩ làm thế nào để cho ra đồng tiền, mà khó khăn thì mày cũng cố gắng làm. Hiện nay thì nói chung đời sống kinh tế gia đình thì tương đối ổn định. Từ nỗ lực của bản thân cùng với sự giúp đỡ của người dân, chính quyền và các tổ chức xã hội, cuộc sống của những nạn nhân chất độc da cam đã thực sự thay đổi. Bên cạnh đó cũng ngày càng xuất hiện nhiều mô hình được xây dựng nên bằng ý chí và nghị lực. Nạn nhân chất độc da cam dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng mà có những khó khăn rất riêng của nó. Vì có những cái hoàn cảnh tiếp xúc, giao lưu được tất cả là khó khăn. Nhưng mà khi mà được đầu tư giúp đỡ cho họ thì họ lại có cái tập trung để xây dựng nền kinh tế. Họ phát huy được cái sức mạnh, cái sức khỏe của họ còn lại để làm cho đời sống gia đình được ngày một ổn định hơn và hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Chị Nga hay ông Trung chỉ là số ít trong những nạn nhân chất độc da cam đã vượt qua nỗi đau để vươn lên trong cuộc sống. Những trang trại mô hình có thể rất nhỏ so với sự phát triển chung, nhưng đó là những tấm gương quyết tâm không lùi bước trước hoàn cảnh, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội để cùng xóa đi nỗi đau da cam.